Rõ ràng là không thể nào mà bỏ rơi đồng đội của mình được rồi. Các trượng thì trễ nhất có bao nhiêu là phải có ha em? Trễ nhất là 9:30. Nhưng mà nếu mà em có thêm cục này thì trễ cứ tức là những con tướng bình thường á là 9:30. Trời cái gì đấy? Né chiều. Đánh thường cũng sao né. Kim Bắc hãy coi đây, làm choáng người này, sau đó là ta sẽ đốt lên một làn hơi ấm xung quanh ta, ta sẽ sống và người chết chính là người ngà. Kênh mất đâu phải kênh làm bánh ngọt hay là bánh mặn gì đó, kênh mất kênh kỹ năng mà chỉ chơi Liên Minh không chơi gì khác, tải ngay tại leagueoflegends.com.vn. Nhưng mà ông biết Forgotten không? Các bạn, tao chơi lửa. Trời coi kia. Thằng Lost 3 nó nói chuyện mà tao nói gục gan nó mát rồi á, trời ơi. Sao tiếng nói của con người có thể khiến cho người ta gọi là mát lòng, mát dạ được nhờ anh em nhờ. Hay vậy. TVT đời xương. TVT nghe quen quen ta. À không, cha kia là tiếng sinh trai, cha kia là TT, là một tôi với Levi một thời là suốt ngày ngồi coi clip đục kích của ông nội đó bắn zombie. Hiểu hai thằng chơi đục kích nhưng mà đi đánh Liên Minh 27 lại coi thằng đó bắn đục kích, bắn zombie. Biết tại sao luôn nữa. Nhiều khi tôi ngồi tôi để điện thoại vậy nè, tôi ngồi tôi coi cái clip của ông cha ông nội đó ông bắn zombie. Tôi tự hỏi nè, lý do đéo gì mà mình lại coi cái clip này nhỉ, nhưng mà vẫn coi, biết tại sao vẫn coi miết thôi. Ngày chắc coi 2-3 clip á, không hiểu. À thằng này nó giành chim băng của tôi à. Đợt không sao, để tôi lấy lửa tôi đốt băng của nó. Chết gì là em ơi, giết ngay hai. Nhưng mà coi chừng cánh này được không? Chết. Ê. Trời ơi. Gọi giống mày chết quá vậy. Quy. Ừ hay. Không sao. Mình nhường mạng nhau, mình mắc lỗi là chuyện bình thường. Chừng nào mình gà mà mình không giết được á thì mình mới buồn. À ăn cua hả? Em ăn cua thì trễ rồi. Em biết em ăn cua trễ gì không? Em ăn cua thì con dép nó ra tới nơi rồi, không đánh được. Dạo này dưới chung cư mú có gì mới không? À, em thấy không? Tức là câu chuyện ở đây là anh chưa biết là em đúp được hay không nói hay không. Nhưng mà em ăn cua là trễ, là too late to apologize rồi. Mà giờ anh làm biếng anh chát quá. Em bị trễ là cái trường hợp của em thì anh hay gọi là trễ đò đấy, anh hay gọi là trễ, em trễ chuyến đò. Phải đã lừa chat thôi chứ có đâu chat lên kêu đừng đánh là được mà. Nhưng mà chơi game giờ voi chat quen rồi anh em à. Chat trong game kiểu thò tay bấm làm biến. Thiệt đúng là biến luôn á. Cũng biết tại sao làm biến tới vậy đó. Hoặc là nhiều khi nó phải là làm biến mà là do thói quen, bây giờ nó gọi là thói quen. Tại bây giờ chơi game toàn là giao tiếp bằng tiếng nói không à. Nó vừa tiện tay là nó vừa hiệu quả hơn. Thì thành ra cái thói quen mà chát chữ nó không còn. Mà chửi thì chát à, chửi thì thích chát hơn. Khi mà mình chữ lộn á là mình phải chát. Tại sao? Tại vì khi chát thì câu từ nó mới nhảy múa được. Rõ ràng là không thể nào mà bỏ rơi đồng đội của mình được rồi. Mày làm gì hả mày? Hả mày? Chết mày không? Vậy sao nó sống trời? Trời ơi cô kìa. Biết như vậy nãy quýnh Sigat rồi. Sigat phải này rờ đùng đùng đùng. Ê! Công an giao thông tới. Trời em lát chi? Uổng với em. Cho nó sống được không? Đó bạn anh á. Ồ anh tưởng anh sống kìa. Anh chạy kìa. Anh sải cánh vương cao đồ. Em lát ủ như vậy, pha đó nó chết chắc rồi mà.
qua đó tỷ lệ mà nó sống được nhiều khi nó còn thua tỷ lệ mà một người có thể trúng được giấy số giải độc đắc nữa. Dạ. Trời ơi, em thấy boss nó quýt lộn không mà sao em cái tay của em nó dính vô cái con rồng luôn vậy? Kia chạy đi. Trời ơi, mất em kìa. Rồi. Ôi, thằng Năm dở luôn hả ta? Cái trượng thì trễ nhất phút bao nhiêu là phải có hả em? Trễ nhất là 9:30. Nhưng mà nếu mà em có thêm cục này thì trễ cứ tức là những con tướng bình thường á là 9:30. Là trễ nhất nha, anh đang nói là trễ nhất á nha. Trung bình thì khoảng chừng 8:30 đến 9 phút là tụi anh có rồi. Còn nếu mà có thêm cục mana thì cứ cộng thêm một tí vô. Em cứ tính số tiền mà quay lính rồi em cứ cộng thêm vào. Còn cái mốc thời gian của cái trượng đó là 8:30 tới 9. 9:30 là trễ. Em chơi 16 phút mới có thì có sao không anh? Tại vì sắp tới là nếu mà em chơi mà em không kịp móc á là ở tù á, nguy hiểm lắm. Cho nên nhắm chơi được chơi, không được nghỉ. Đừng chơi nữa. Nguy hiểm lắm á, anh nói thiệt. Cái này liên quan đến an ninh quốc gia với cái gì an gọi là liên quan đến pháp luật á, đúng rồi. Cho nên em cẩn thận. Không đủ ở tù chứ. Thì cái cục móc thì nó nói lên cái trình độ thôi chứ nó đâu có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Ví dụ giờ đánh răng vàng 61 phút lên còn được mà ở dưới răng đó đánh lộn người ta có nhìn item đâu. Người ta chỉ nhìn con tướng người ta thích là người ta đánh thôi. Ví dụ như giờ là mình đi combat thì mình phải giết những thằng carry đúng không? Nhưng mà giờ dưới dân răng vàng á là combat level nó quýnh con tăng trước. Không, cái lúc mà mình chat mình hỏi nó ơi sao quýnh con đó trước vậy? Nó kêu bố mày thích. Đó, rồi giờ làm gì nó? Giờ ông làm gì nó? Nó chat gì đó, nó kêu bố mày thích. Mày né ra, tôi cho nó đam hai thằng chó. Nhưng mà tính ra mình chơi mình biết được cái cột mốc của các cái sự kiện hay là các cái kỹ năng liên quan đến bản thân nó cũng hay. Giống như nếu mà bạn chơi liên minh mà bạn không biết là nếu mà chơi những con tướng lên trường sinh thì phút 8:30 là nên có cái trường sinh là giỏi. Còn khoảng chừng 9 phút có thì là trung bình. Thì mình chơi cứ chơi trong vô gọi là ý thức được cái chuyện là như thế nào là hay, như thế nào là dở. Biết cũng là cái hay. Ấy chết mẹ mất tiền cho nó rồi. Chim băng nhìn tôi khoái nè, chim băng nhìn tôi khoái nè. Lết. Chết mẹ không. Anh bỏ 7 suy gửi anh bay tơ cho mày rồi đó. Cái đền. Em gà. Anh đánh như ghe. Anh toàn đợi chim băng đúp. Không mới quy. Quẹo lên, ngon quẹo lên. Có chơi chạy, chơi nhùng. Dạ, bên dưới à, ơi, gì vậy? Ủa tôi mới thấy 5 thằng ở dưới mà. Chơi cái gì đây? Né chiều. Đánh thường rồi sao né. Đồ quá ra là tôi bị dính 7 gà. Đâu có, hồi xưa mất 100 IRE mà. Cái đợt 2013 mất stream, mất đánh IRE suốt á mà. 2011 thì mất mới chơi, 2012 thì mất top 1 elo. Xong rồi cái 2013 là mất 100 IRE, đánh hay vãi mùa đó. IRE hồi xưa là... Mấy ông biết IRE hồi xưa là làm sao không? IRE hồi xưa á, là cái đúp á, là đánh là hồi máu. Xong rồi bật đúp lên tăng đam. Cái E mới là cái chiêu mà gọi là nó đông tà tay độc nhất của con Ige hồi đó. Ông E người ta nếu như mà ông thấp máu hơn người ta là stun.
Má nó còn JC nữa luôn ơi. TP kìa. Ăn phải phối hợp tốt thì ăn được. Chuyện trường sinh càng lên trễ càng lãi XP đúng KA, VD, người tích đủ 10 số sớm hơn thì họ nhảy từ LV 13 lên LV 14, người tích số trễ hơn thì họ nhảy từ LV 14 lên LV 15. Tính như em thì không sai, nhưng mà nếu như mà tính như em như vậy thì là tính kiểu hôm bữa anh được dạy tính cái đó là cái quần què, đó là tụi anh tính về một cái câu chuyện khác. Thì câu chuyện ở đây là em bỏ qua các cái yếu tố về việc là em lên sớm, nó có nghĩa là em mạnh hơn, nó tích điểm sớm hơn, thì em lấy cái đống đó em mới đi kiếm lợi nhuận từ cái đó. Em tính như vậy, tức là nếu nói như em là một khía cạnh nào đó thì không sai, nhưng mà thực tế thì nó không như vậy. Rồi, em vô kênh mod coi thì những cái tình huống xử lý như con Nige hay hay này là bình thường, quá bình thường. Tại kênh mod kênh kỹ năng mà. Kênh mod đâu có làm bánh. Kênh mod đâu phải kênh làm bánh ngọt hay là bánh mặn hay gì đâu. Kênh mod kênh kỹ năng mà. Chỉ chơi Liên Minh, không chơi gì khác. Tải ngay tại leagueoflegends.com.vn. Hay, em là nhất. Ơi mấy người, mấy thằng mà bị khen chỗ này có cay không? Tao nói giọng thứ mà kể cả mình có ý là mình khen nó thật như vậy thì nó vẫn cay. Tôi không biết tại sao nữa, nhưng mà kiểu đó nó nghe nó cứ đi. Nghe gì em quỷ? Anh làm như anh mạnh như lắm hay gì á. Đây chơi cầu sống cho Sobaka nè. Úi ghê nè. Stun nè. Tại sao pha đó lại stun được trong khi mới có 3 tắc? Tại sao? Có phải là anh bậy đám Master Annie? Anh đang kế thừa ý chí của Faker nên anh không xài skin trắng. Liệu mày lên đây tao cứu thằng quỷ. Trời ạ, à, gì giết người ta bằng anti chứ gì mấy má. Chơi game mất nết thì chứ. Hàng quay làm gì làm nha, tao không biết đâu á. Hàng quay mà chỉ cần bị đánh mất một miếng máu thôi là tao chạy liền đó. Tao nói trước đó. Ồ, chạy. Thấy ghê quá. Chạy chứ. Ê, Gatale, quay lại nào. Mấy con hàng bên kia. Chết đi. Ghê hả? Ôi con gà. Coi kìa. DC nè em. Ôi nó lát mẹ rồi. Nhưng mà tụi mình về được không? Tao che cầu sắm cho. Để đó. Thấy không? Tao lấy người quên che thấy không? Nghe. Chơi bộ. Rồi sao nó rờ tôi mà con Soraka chết. Chứng tỏ là con Soraka quá gà. Con Soraka very chocolate. Chim bác hãy coi đây. Làm choáng người này. Sau đó là ta sẽ đốt lên một làn hơi ấm xung quanh ta. Ta sẽ sống. Và người chết chính là người. Ngà. Ê, cứu tao. Che. Ok. Nguyên sao may, hoàng chính suối. Nhưng mà nguyên sao may thì nó đâu phải là... Tức là nếu như nói về sông, biển... Thì may nó đâu có... Nó chung chủ đề. May nó là cái khác mà. Ví dụ như mày là bầu trời thì được. Nguyên sáo bầu trời thì ok. Đúng không anh em? Đâu có cùng cái element.